Đối với anh mấy em sẽ thông đi cảm là đi mua xe mà la cà là chết rồi. Anh em nó cùng tuổi thế tôi thoải mái. Thôi anh đàm phán giá với bác cái đi thôi. Con này ngày xưa là gốc 88 Vĩnh Phúc nha. Ờ đúng rồi. Lúc tôi lấy là con 88 ấy. Như thầy bói nhỉ. Em Dương Mịch xin chào các bác. Hôm nay thì em với bác Cường lại tiếp tục đi mua xe các bác ạ. Đây đang ở nhà đây. Bác Cường đã chờ ngoài cửa kia rồi. Thì đi mua một con xe gọi là ít tiền thôi, nhưng mà có lẽ là sẽ cũng sẽ bán được nhanh. Hy vọng là các bác sẽ ủng hộ và theo dõi kênh nhé. Thì nhà em đây là bán đồ máy vi tính, laptop, chuyên về, nói chung là chuyên về laptop nhiều. Và cả mới cả cũ các bác nhé. Có cả bán laptop mới nó trong hộp này. Laptop cũ kia thì chủ yếu là để vợ kinh doanh đấy. Trước đây thì em làm cái nghề này nhưng mà bây giờ chuyển sang nghề xe rồi, chú tâm toàn ý vào nghề xe. Còn vợ thì làm về nghề máy vi tính này đấy. Tắt cái quạt. Hôm nay lại đi con van các bác ạ. Đang đau lưng, con van chỉ phù hợp với đi gần gần thôi. Đi từ đây sang tận Phú Thọ quay về để hơn này. Nhưng mà nhà còn xe đâu, hết xe rồi. Đấy, đây máy vi tính các bác nhé. Màu hồng, màu xanh, đủ kiểu. Chung là cho để vợ có việc làm, nuôi thêm mấy anh em công nhân nữa. Đây, vẫn là cái con van. Con van biển 99 này. Có đồ sạc không anh? Bây giờ là 1 giờ chiều, 1 giờ qua 10 phút, 15 phút. Thì bây giờ tiếp tục đi các bác nhé. Đây địa chỉ, số điện thoại của bà xã. Đây, nhà em đây, nhà em thì nhà cái nhà này. Đó. Ôi ôi, lại đi con van này. Đau lưng lắm. Đau lưng. Đau gì? Đau lưng lắm. Ấy. Anh tính nhỏ gọn đi anh hay. Con van này chỉ dành cho những ông nào cứ 5-60 cân bé bé người thôi. Tiết kiệm mà. Tiết kiệm. Mệt quá các bác ạ. Sáng nay thì đi xem con xe tàu. Chắc là các bác sẽ xem trên kênh Biển Bắc Kha. Mấy hôm nữa em có biển, ông ấy cắm được biển rồi. Thì lúc nào có dịp nào đấy thì đến cà phê quay trải nghiệm cho các bác xe tàu. Dám bỏ tiền ra mày 2 tỷ mấy mua. Riêng xong, xe xong 200 cái biển số nữa. Xong giấy tờ là vào 2 tỷ tư. Đấy, 200 triệu cái biển số đi đấu giá các bác ạ. Người Thái Nguyên mà mua biển đấu giá lại là biển Hà Nội vẫn được các bác nhé. Vẫn đăng ký luôn. Tóm lại là bây giờ biển 30 thì chưa chắc đã phải là người Hà Nội đâu. Đấy. Thiếu mỗi cái biển ở Hà Nội thôi. Và cái biển đấu giá là được mua đi bán lại các bác nhé. Mua đi bán lại thoải mái nhé. Đấy. Thì tất nhiên là mua đi bán lại thì người ta sẽ sang tên người ta rồi, chứ không không có kiểu là để đấy xong không sang tên. Anh em mình đi tận đâu nhỉ? Quốc này á? Việt Trì Phú Thọ. Việt Trì Phú Thọ. Đấy. Và đi thì đường xá rất là xa. Hôm nay anh em mình lại đi một quốc như vậy. Và xin mời các bác là cùng khám phá về từ đường đi từ Thái Nguyên sang Phú Thọ thì nó sẽ như thế nào các bác nhé. Về cái khoảng cách nó sẽ rơi vào tầm 120 cho đến 140 km từ Thái Nguyên này sang. Và đường cao tốc là chiếm khoảng tầm 80% các bác nhé. Thì cái lộ trình anh em mình sẽ đi là từ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, xong rồi sang xuống Sóc Sơn, xong rồi Sóc Sơn sẽ rẽ đi đường cao tốc Hà Nội Lào Cai. Đấy, và đi lên các bác nhé. iPad con này là anh đã gắn vào tài khoản mình rồi chị? Không. Tài khoản này? Không biết, chắc là vẫn của khách cũ. Ôi, thế thì phải... đến phải cổng ấy thì... nạp tiền hay là kiểm tra trước. Đây, con này thì đã được lắp màn Android các bác nhá. Hôm đầu tiên về là không có. Lắp màn Android rồi. Đấy. Hẹn lại khách để báo mình đang sang. Không là lúc lại... 106 cây á. 500m nữa, rẽ phải vào Quang Trung. Hơn 100km các bác ạ. Nó báo vậy thôi nhưng mà em xác định là khoảng cỡ tầm 120 cây. Đây là đang đi ở trong nội thành phố Thái Nguyên các bác ạ. Cái khu này thì ngày xưa nó kém lắm, nhưng bây giờ thì toàn nhà cao, cửa rộng hết rồi. Ngày xưa cái chỗ này
nó là cạnh cái mương nước rất là mùi các bác, mùi hôi. Thành phố Việt Trì thôi. Nhưng mà bây giờ là ngon rồi. Đây, hai bên đường này. Đây là một cái đường nhánh gọi là trong ngõ trong ấy của thành phố Thái Nguyên. Quay đây. Quay đấy. Trưa nay có cái bác em có đưa người em gái. Em mới mua nhầm con mua của cái đội bán ở trên bốn bánh. Trên online ấy, toàn ghi ví dụ như là bác sĩ nọ bán cái xe này. Chú. Đấy, chú nọ rồi thì là quân nhân, rồi chú. Thì là đại khái là toàn những cái ngành nghề nó rất là uy tín là bán xe. Rất nhiều người nhảy vào đấy mua và bán. Và bạn này bạn gái bạn ấy mua một con xe bản G đời 2015. Xe thì mua xong rồi về mới đi check hãng. Hóa ra là trong hãng có đầy đủ thông tin là tai nạn rất nặng. Gãy cả khung phía càng ở phía đằng bên này, kính thay đầu các thứ là thay hết rồi. Đấy, cộng với có một cái thông tin nữa trong hãng có luôn, đó là xe bị ngập nước. Đấy, và mua con xe đấy đời 2015 bản G, taxi ra. Con đấy có taxi như ở cái chỗ đầu táp lô này nó thay táp ly là thay mới hết rồi. À, đi phạt nguội nhá. Táp ly là thay mới hết rồi, cộng với là có một số chỗ nó vẫn còn có những cái lỗ và nó vẫn còn nguyên kẹp trì luôn. Đấy, thì bây giờ là mới lộ ra. Thì lộ ra bây giờ đòi trả lại xe thì không trả được nữa. Không trả được luôn. Đấy, đây. Tiền vào túi thầy rồi. Tiền vào túi thầy rồi là không trả nữa. Xong giờ là gọi điện đôi co, xong giờ là gọi điện cho em bảo tư vấn giờ muốn làm thế nào. Đây bác nói đây. Con xe bây giờ nó tầm thế này. Đấy, đang cãi nhau, có ghi âm quay video có thứ gửi cho em. Đấy. Không ngập nhưng bây giờ nó ngập mà mày lại không nhập lại cho tao. Đâu nghe nào. Ôi nghe quá nó nhận ra giọng trên YouTube đấy với công người đấy. Đấy, thì có nghĩa là bây giờ cái con xe đấy bây giờ giả là không giả được. Bây giờ là có một cái phương án là để ở đây, khi nào tao bán được thì tao bán hộ. Tính sau. Đấy, mua trong khi đó thì cái số điện thoại đấy search trên Google là nó ra một loạt luôn. À, bác lúc thì bác sĩ, lúc thì bác sĩ quân y, lúc thì bác sĩ bệnh viện nọ, bệnh viện kia, người là ở Hà Nội nhá. Và bật mí với các bác một chút nữa là cái người bán này này có bác chủ bác gửi cả căn cước cái thứ cho là người trong Thanh Hóa. Thì em chia sẻ thật đấy như thế. Thì khi mà ở trong có cả căn cước người mua ở đây, nhưng mà trên giấy tờ mua bán nhá. Trên giấy tờ mua bán nó lại rất khôn là cái như này, cái giấy tờ viết tay ấy. Nó viết nó bảo rằng là xe là cam kết không tai nạn, không va đụng, không ngập nước. Nhưng nó lại không cam kết trả lại tiền. Nó chỉ cam kết là nếu trường hợp bị như vậy thì tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đấy, nó chỉ bảo thế mỗi thế thôi. Thế nó không bảo cái gì khác là trả lại tiền. Thế là bây giờ nó không trả lại tiền các bạn. Chứ pháp luật là chịu cái gì chứ. Nó chỉ viết mỗi sơ sơ. Ví dụ như là xe giả này, giấy tờ giả, đục số khung số máy này, lúc đấy còn đem ra pháp luật được. Còn cái này là mình tự thỏa thuận mồm đây với nhau thôi. Đây là tự thỏa thuận mồm là một cái xe cũ, ông Thuận mua là vừa bán. Nó bán vẫn là cái xe thật. Đấy, chỉ là chất lượng nó không đảm bảo. Mà chất lượng không đảm bảo, mua bán đồ cũ là do các ông, các chị, các chị không xem kỹ và tự thỏa thuận. Tóm lại là như thế. Đấy, bây giờ pháp luật không giải quyết được việc này. Nhiều khi thế thì tức là cái chỗ kia là người ta đã xác định là lừa rồi. Xác định lừa luôn. Thì cái giống cái vụ mà anh em mình xuống xem con Vios ở chỗ trung tâm hội nghị quốc gia mới đấy, đấy, chuẩn đấy, xe của bố em đấy. Xe của bố em mà thằng con là lớn tướng, bố năm nay có ba mấy tuổi, con đã hai mấy tuổi rồi. Nhanh vậy cứt. Đấy, xe chú nọ chú kia, xe thì... bố em, đây cũng bảo là xe bố em đi. Hôm đấy em mới hỏi là thế bố mày đâu mang cho bố mày ra đây nè. Bố mày chặt tuổi với anh mà mày đã lớn bằng anh rồi. Nhanh thật. Tiếp tục theo dõi hai anh em nhá. Bây giờ là đang đi trên đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Đấy, đường này là đường cao tốc và đường miễn phí các bác nhé. Thì hôm nay lại nói thực ra là cái cung đường này quay nhiều. Nhưng mà không phải là bác nào cũng xem hết đâu anh Cường ạ. Có nghĩa là vẫn có những cái bác mà khán giả mới ấy, thì để cho các bác vừa là đi du lịch trải nghiệm, vừa là gọi là cho nó sinh động ấy. Thì cái đường này ấy, nói các bác là miễn phí, không có trạm thu phí, là một trong những cái đường cao tốc rất là hiếm hoi ở cái đất nước này các bác nhé, ở cái nước Việt Nam này. Ví dụ như là không thu phí chẳng hạn như cao tốc Hòa Lạc đấy, Hà Nội Hòa Lạc đấy thì không mất phí này, cao tốc Thái Nguyên Hà Nội là không mất phí luôn này, và cao tốc Long Thành Dầu Dây thì hiện tại là cũng chưa mất phí đấy. Thì còn một cái nữa là cao tốc nào nữa nhỉ, còn lại là em thấy hầu hết là mất phí các bác nhé. Còn lại là ví dụ như cao tốc Bắc Nam thì bây giờ nó chưa thu thôi, họ chưa thu thôi, sắp tới này sẽ thu, kiểu gì cũng thu. Đấy, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên này các bác để ý là
chỉ được phép đi 90 km từ thành phố Thái Nguyên đến Sóc Sơn. Trước đây là 100 cơ, nhưng mà bây giờ là giảm xuống 190 vì mặt đường nó hơi xấu. Đấy, dọc từ đây xuống thì sẽ là thành phố Sông Công các bác nhá. Ai lại gọi em giờ này đây, tí này em nghe máy sau nhá, chăm sóc khách hàng Viettel rồi. Từ thành phố Thái Nguyên xuống đến thành phố Sông Công của tỉnh Thái Nguyên thì nó rơi vào tầm cách nhau khoảng tầm 15-18 km các bác nhá. Nhưng mà hai bên đường này thì còn rất là nhiều đất các bác ạ. Làm sắp tới này có thể là làm nhiều khu công nghiệp hơn nữa cũng vẫn ok. Đấy, và thành phố Sông Công là một cái thành phố công nghiệp từ ngày xưa rồi. Thế bây giờ là nó cũng khá là phát triển, đang phát triển. Đấy, thì nhiều bác có thể là đầu tư bất động sản, đầu tư về du lịch hay là cái gì đó thì có thể đến Sông Công các bác nhé. Đây còn đây đoạn giáp danh này, đoạn này là thuộc về thành phố Thái Nguyên thôi. Đấy, vẫn còn rất nhiều ruộng, nhiều đồi các bác ạ. Quay cho các bác, có những bác thì đi bộ đội này, rồi là đi làm công nhân ở trên Thái Nguyên này lâu năm rồi. Có những bác năm nay đã về hưu lại về quê rồi thì các bác có thể xem lại để gợi nhớ đến Thái Nguyên các bác nhé. Sắp tới này thì Thái Nguyên sẽ phát triển rất mạnh. Có cả sân vận động đang xây hơn 500 tỷ, gần 600 tỷ đồng đang xây, cách nhà em có đâu đó là 7-8 km thôi. Sắp tới thì chắc là được xem bóng đá gần nhà rồi. Nhưng mà Việt Nam mà cứ mãi kêu muốn luyện viên bây giờ thì chắc là em cũng không tốn tiền đi mua vé đi xem nữa các bác nhé. Trận tới ở Mỹ Đình thì em sẽ không xem qua xuống sân nữa. Núi đôi thị trấn Sóc Sơn, thị trấn Sóc Sơn các bạn. Gọi là núi đôi, đường này là gọi là đường núi đôi. Sóc Sơn thì mấy năm nay nó phát triển lắm. Sóc Sơn này có cái nhà máy về sản xuất xe máy các bác nhé. Yamaha là ở Sóc Sơn này, còn Honda là ở dưới Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Sóc Sơn này thì nó tiếp giáp một nửa với cả Thái Nguyên, một bên là sang bên Phúc Yên, Vĩnh Phúc, còn một bên là về bên Đông Anh của Hà Nội, còn một chút ít nữa là về bên Hiệp Hòa, Bắc Giang các bác ạ. Là một cái điểm mà ngày xưa là nó thuộc về tỉnh Bắc Giang, nhưng mà bây giờ là cắt về Hà Nội khá là lâu rồi. Đây các bác này, ở cái chỗ này gọi là ngã tư Sóc Sơn thì đi thẳng đường kia sẽ xuống Đông Anh, còn thẳng đường trước mặt này sẽ sang bên Nội Bài, còn đi về hướng này đấy là về Thái Nguyên các bác nhé, về quốc lộ 3 cũ. Đấy, ngày trước thì đi Thái Nguyên là đều phải đi cái đường này xuống thôi, chưa có đường cao tốc ấy. Còn bây giờ là đây là em đi từ đường trong núi đôi ra là đường cao tốc rẽ sang cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, rẽ ra nút Bắc Phú. Các bác nhìn này, cái hàng cây xà cừ này đẹp không, và đã được cắt tỉa rất là gọn gàng để mùa mưa sắp tới này có thể là không vấn đề gì. Đây có cảnh bên kia là cảnh sân bay các bác ạ. Đấy, cái chỗ đường lên xuống, đường này là đường xuống của máy bay nhá. Và ở bên đằng tay phải em chỉ ở đây ấy, là nó là cái đằng bên Phúc Yên. Nó vừa nói là có một quả máy bay sắp hạ cánh này, và lại là quả Vietjet E chuẩn bị là hạ cánh. Đằng Phúc Yên sẽ là đường xuống các bác nhá. Đằng sắp sửa đến trạm thu phí đầu vào của cao tốc Hà Nội Lào Cai. Cái trạm này á là ở ngay bên cạnh bên tay trái này có một cái nhà điều hành các bác nhá, là khi mà các bác phải nộp phạt thì lên cái điểm này nộp phạt các bác nhá, trên cao tốc. Còn lúc quay lại ấy, các bác phải để ý nhé, không là bị ăn đòn về cái vấn đề là vượt quá tốc độ, là về đây là các bác sẽ xịt luôn ngay và luôn khi mà đang vừa ra khỏi cái đấy một đống xe kìa. Vừa nói xong này, đấy có bảng tên hiện cái biển số của mình lên luôn các bác nhé, có một cái bảng điện tử to đùng đấy. Di chuyển 9 phút nữa các bác ạ, 5,8 km nữa sẽ đến. Bây giờ sẽ thoát ly ra khỏi cao tốc Phú Thọ Lào Cai, Hà Nội Lào Cai đấy. Thì bây giờ là sẽ phải ra nút giao này các bác, để rẽ vào thành phố Việt Trì. Ở đây thành phố Việt Trì hay thị xã Phú Thọ đấy. Việt Trì. À. Thị xã Phú Thọ trên đấy ạ. À.
Nói chung là thành phố Việt Trì này thì là bây giờ phát triển rất là mạnh luôn. Cái đường dẫn cao tốc vào thành phố và nó là to oành luôn, giống như là cao tốc luôn, có nghĩa là to đùng các bác ạ, to cực to luôn, thẳng một mạch, đường xá đi lại thuận tiện thật. Cho nên là các bác mà ở bên Phú Thọ mua xe của em khá là nhiều, bởi vì là di chuyển nó rất là dễ, cực kỳ là dễ. Đây các bác, còn bao nhiêu nữa đây, hết lộ trình 8 phút, 4,7 km nữa là đến, 4,7 km là đến chỗ xem xe các bác nhá. Các bác tiếp tục theo dõi cao tốc này. Đây sẽ đến trạm thu phí. Đây là đường này các bác này, đường dẫn vào cao tốc này, 4 làn xe đi mỗi bên, hai bên 8 làn luôn, cực to luôn. Đây rẽ đây anh ạ. Map của anh chỉ khác thì rẽ đây, rẽ đây. Map em dùng map xịn. Đấy, còn có một tí nữa đến. Một tí nữa là bao nhiêu? Rẽ vào đường nhánh này. 8 phút. Còn loanh quanh khoảng 7 km à 5 km nữa các bác nhé, 4,8 cây. Rẽ vào trường A, cái khúc cua trên kia. Đấy. Đấy. Đúng cái trường đây luôn. À. Của anh nó rẽ thêm vào mà đúng khúc cua bên trên à, đây, trường học. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Đấy, thấy ồn ồn thì khả năng là trong trường luôn. Ừ. Trường tiểu học Vân kia Phú. Kìa kìa, đi kia nó có cái chỗ dâm mát. Gọi thử cái đã. Vân Phú, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì. Alo. Ông là giáo viên trường tiểu học Vân Phú à? À đúng rồi. Ờ, à, đang ở cổng. Đi. Rồi ông đợi tôi tí, một phút tôi đang đi về gần nơi rồi. À rồi, tôi đậu ở giáp cái bờ tường của nhà trường nhá. Cổng trường. Cổng trường ấy. Hy vọng là sẽ mua được các bác nhá. Em sẽ quay lột tả tất cả toàn bộ luôn, xem là sang chuyến này mua xe cỏ có ổn không. Xe kia các bác này. Ê, đậu luôn đây. Chắc là đi vào trong sao? Đậu đây rồi. Thôi cứ để đậu đây này. Ở đây nó vướng, đậu bên này chắc nhà đây. Thoải mái chỗ kia. Thoải mái. Chắc nhà đây sao? Nhà vị trí đẹp quá. Lùi lại tí để quay cho dễ. Bác chủ xe này nhá, để xuống hỏi đã. Phát đã hai máy quay. Ôi giời. Cuối cùng thì em Kia Morning này cũng đưa em đến Phú Thọ các bác nha. Phú Thọ này sao cháu cảm thấy đấy, không khí dễ chịu đấy bà nhỉ? Mát mẻ. Trung du không lạnh cũng không nóng. Tuyệt vời. Vâng. Có cây quất Tết này mà vẫn đẹp thế bà nhỉ? Quất này nó ra tứ mùa à bà? À. Chơi Tết. Vâng. Wow, nhà bà trên một quả đồi nhỉ. Rất mát. Nay mát mẻ. Nay nhiệt độ khoảng tầm 30 độ các bác ạ. 30, 32 độ. Mát mẻ. Đây là khu B Vân Phú này. Việt Trì Phú Thọ. Việt Trì. Accent đằng sau, Avante đằng sau. Đây các bác nhìn, ở đây thì cũng trồng ngô, trồng các kiểu cây màu này. Vườn ngô này, em có vườn ngô các bác ạ. Ở quê là em có hơn một mẫu trồng ngô. Trồng các loại ngô giống này được khoảng tầm 7-8 kg ngô giống các bác nhá. Túi ngô giống ấy, ngô hạt ấy. Trồng ngô để nuôi gà, nuôi lợn các thứ, nuôi bò. Bây giờ vào nhà bác cái ăn cơm có cái bàn tròn ngồi cũng ngồi như này luôn. Ờ nhỉ. Yeah. Cái công ấy. Đúng rồi, đỡ tốn kém, quan trọng là mình ở cho làm sao cho thoải mái thôi mà. Nó sạch, cái nhà nó sạch. Bằng giày dép nó hết ở ngoài. Bằng gỗ đúng rồi. Đi vào đây phát dép không rõ lắm. Tôi đi thì không còn gì. Anh mua lâu chưa? 2021. Ừ. Lốp này
cái vành đẹp thế nhỉ? Lốp nó bao nhiêu nhỉ? Lốp là... Này 15. Không. Vành 15. Nhưng mà 5 bét bét. Còn khá là dày. Không biết là bao nhiêu. Đường này vào kia có cụt đâu không? À không. À là... Bà đây là lưỡi H97. Thì cũng hơi cụt trong vòng ngoài đường. Lốp này nó đang nhìn ở bên trong. À vành tè. Kính sau này là ok này, 2014 này. Nó có số 14 này các bác này. Lại có người gọi đến. Con này mà đời 2015 thì nó dồn hết các loại đồ vào, nó lắp nốt, bán nốt là hết. Ui, cái này còn mới thế nhỉ? Vô lăng mới thế nhỉ? Có một số chỗ nó hơi xấu một tí. Ồ, chỗ này xấu này, cái chỗ à đấy nó cậy ra nó bọc thì là cậy đây, ra đây, bọc đây, bọc ra. Đây em nó đây. Nó tháo là tháo bằng cái này. Liệu có ngập nước không? Không, anh vừa soi kia rồi, không thấy vấn đề gì. Đấy, con cửa này tháo ra, cửa trước bị va chạm chạy lại chính thành bình. Cửa này dính, xem cửa này có dính lại. Số sàn. Bọc ra ở đấy, tài nhỉ. Xem một kính lái nè. Ô, kính lái này 2019 à? Kính lái 2019. Kính là kính thay rồi, Benson thay. Này. Kính thay 2019. Kính thay. Kính thay, thế sườn này có thay không? Sườn này 14, sườn này không thay. Kính này thay kính zin của 2011. Kính này lại thay kính zin của 2011. À. Ở đây cửa tháo. Cửa này tháo này, mỗi cánh này tháo đâu, cánh này không tháo. Nhưng mà cái này lại ốp ra. Đâu, không phải ốp, đồng chí này mang đi bọc mà. Bọc. Còn nó là cái miếng nhựa. Đúng rồi. Thế cho nên nó mới hở ra, nó xấu này. Nhưng mà sao lại bọc ra ở đấy? Kín đấy, con này bọc kín ra rồi này. Anh thích à, hay là vì sao? Giờ đấy mình để mình đi. Ôi giời. Để em xem nào, cabo. Con này chắc chắn là chạm đầu rồi. Con này cabo tháo rồi này. Cố gắng soi ra lỗi nào. Cabo này tháo này. Đây hôm đến một con xe tải nó tì đây, nó móc nó tháo sơn lại này. À. Để em xem keo chỉ nào. Cái tí đấy chắc là mới vỡ kính à? Biết, con này là thay kính 2019 rồi anh ạ. Nhưng mà anh mua 21 thì anh không biết được. Đúng rồi, thì họ thay trước đấy. Thế có thể quả đấy là... Tức là anh ấy bảo là cái xe tải tì vào nắp capo một tí này. Nhưng mà mình đi hay ai đi? À, đỗ ở đường cao tốc. Nhưng mà mình đang đứng đấy, nó lùi về kiểu nó không nhìn thấy xe mình. Nó khẽ tì vào phát đi, không lùi được kịp. Tưởng hút vào đít xe. Không. Hút trên cao tốc. Hút vào ngay thu phí. Các lỗ này thì còn tròn. Nhưng mà đây nó tì vào đây. Ông đi là bị đúng không? Đúng rồi, tôi đi là nó tì vào đây, xong rồi tôi phải... Ai này thì tháo ra làm đúng không? Thì tháo cabo. Bộ. Mình cái này thì... Nó vẫn còn ok. Đúng rồi, nó tì vào đây này. Rồi. Con này chưa thấy có vấn đề gì. Đây lỗ này vẫn còn ok. Thôi rồi, cho nó không vào sâu. Nhưng mà thấy cabo đã tháo. Bây giờ xem qua xem nào. Phần máy này tháo này. Xem phần đầu nó có chạm phát nào không đã. Không, bên này không có. Đây, những cái đường gân này nó vẫn còn nguyên này. Con ốc này còn con ốc này chưa động này. Vách này là vách dây cam này. Có thể là phải tháo rồi này. Đằng sau này nó hay ra dầu. Cái đằng sau này đặc điểm của con dòng Kia với dòng Hyundai. Đâm đục gì xem phần máy. Nắp dàn cò thì động rồi này. Dàn cò ra rồi, vách này ra này. Vách bên đằng dây cam này ra này. Côn trước làm rồi. Đúng rồi, côn tôi mua về đi thì nó... Con này của anh là đi, lúc anh mua là đi bao nhiêu vạn rồi nhỉ? Côn làm rồi. Lúc lấy về là hơn 9 vạn. À. Thế nó ghi thế rồi nên tôi chỉ... Anh mua showroom à? Showroom. Ừ. Xem mặt đằng sau có bị dọn dầu chứ không? Mặt đằng sau là không, nhưng mà cái vách này là chắc chắn làm lại rồi này. Vách cam. Vách này này. Đâu? Ở đây. Đây, đúng rồi, vách làm rồi.
vách đấy thì nó cũng không quan trọng đâu, quan trọng là bây giờ mình xem là cái phần chụp hơi đã bị làm hay chưa thôi. Chụp bụi lắm mà nó đang bụi quá, đang không nhìn được. Cái này có cái clip 10 không nhỉ? À có cái tip 10 không? Tip 10 có. À có cho mượn tip 10 phải. Nhấc này xem ra cái phải xem cái bên dưới, cái thớt dưới. Xem cái hộp số hạ không? Côn thì gì đấy rồi. Xem cái chân số bên này này, xem có hạ không. Xem những cái xe như này mới khó đấy các bác nha, không phải đơn giản đâu. Cái này này anh Cường này, cái này có một cái rơ le gì đang bỏ ở đây này. Cái rắc cắm, rắc cắm trong có phải rắc cắm này là đèn bên điều hòa. Cái này không, điều hòa nó đây mà. Okay. Đây. Tháo này ra từ đây. Cái rắc cắm này nó cắm gì nó tháo ra đây nhỉ? À đợt trước nó báo cái đợt trước vừa giờ làm cái cam cái gì ấy, thì mẹ xong nó cứ thỉnh thoảng nó cái hơi tít tít gì ạ. Ừ. Thằng mẹ rồi tít tít gì nó báo cái lỗi gì mới được chứ, thế nó bỏ ra hết. Thế nó cắm vào đâu đây, cái này nó cắm vào đâu đây, nó có rắc đầu đây này không phải à, là vào cái còi còi đây, còi báo động đấy, còi báo động đúng rồi đấy. Ừ. À. Đúng rồi đây cái còi còi nó kêu còi báo động. Vinasoy. Ốc bên này là tháo rồi này. Đây. À, con này zin mà. Ốc góc kìa. Con này zin, ốc góc đấy thì không có đâu. Ốc bên dưới này. Cổ hút này ra rồi. Cổ hút ra chưa? Ra. Không nhìn thấy con ốc đấy. Cổ hút cái đời này có thể là nó vệ sinh cổ hút này. Đúng rồi. Đợt trước tôi bảo là à chính bị máy nó xong mới hơi yếu, tôi bảo nó vệ sinh không, không phải là nó thay 4 con mô bin gì tháo đâu đây này. Mobin đánh lửa. Thay hình tất cho nó bốc. Không, cái phần cổ hút này này, cổ hút đằng cục này này. À, đính là bảo tôi bảo dưỡng nên nó bực bẩn cái gì đây. Ừ. À, thì không phải. Nhằm soi bên đằng hộp số nào. Xem xe nhá, tránh xe nhá. Anh Cường xem con ốc này nào. Mặt cam thì ra rồi. Mặt cam thì ra rồi. Đây, con ốc giữa cổ hút thì bảo dưỡng rồi. Quan đây, trọng xem là con ốc này nào. Ok là được. Đâu? Cái ốc đấy là nó chỉ bắt giữ cái ấy thôi, cái dây ốc to cơ mà. Dây dầu gì. Ốc to thì tháo rồi thì con đấy nó làm cái này làm phần côn nó số ấy. Phần côn. Côn làm rồi mà. Côn ông làm hay là ai làm? Tôi làm. Làm hết bao tiền? Nhớ không? Con này có phải cái gioăng giữa này nhỉ? Đây nhìn thấy cái gioăng này. Đâu? Gioăng trắng này. Gioăng thớt đấy. Cái loại này hơi bị khó nhìn các bạn. Xem con xe này mới là con khó. Khó để mà xem. Rất khó xem. Rất là khó xem. Để kính là kính thay rồi. Phần này dàn co mở này. Cam mở. Cam mở này. Cái này mở thì chưa sao. Cái này mở thì không sao. Cái này mở thì cũng thế. Không vấn đề gì. Co cũng không sao đâu nhưng mà bây giờ là xem lại cái xem cả cái gầm này. Xem bên dưới lên đấy. Xem một cắt te cắt thế trên này thì ngó làm sao được. Cắt te đời này thì chỉ máy. Kín cái tấm chắn. Cái dáng này các bác này. Cái này dưới này nó có cái miếng nhựa này, chắc nó sập gầm rồi biết gì đấy, sao nó bị gãy gãy. Nứt cái miếng nhựa ở dưới này. À, nứt đấy. Đấy do hôm đấy thằng Chí con nên nó tì nhẹ vào đây này. Đấy nó tì ở đấy đúng không? Đúng rồi. Thế nó mới đẩy cái dàn này vào, nó mới làm cái miếng nhựa chạy sang. Đấy là tôi tin thấy tin cứ lùi lại không thì lùi ngay. Cái còi trước này bác cũng thay rồi. Kiên gì đấy, có ghi chữ kiên này. Đây này. Ờ, còi là còi thay. Ờ, từ máy là mình. Để em chạy xong chạy thử vòng này. Máy thử đấy. Đang tháo đồ này. Đây. Cái xe này xem khó đấy các bác nha, không phải đơn giản đâu. Túi khí này, ESP này.
xoẹt phát lên luôn. Đây, xem có mát không nào. Cái này là sơn lại các bác nhé. Nó mới như này thì 100% cái này sơn lại này. Vì ở bên đây đã mòn như này rồi, chạy 15/3 rồi thì mát không nào? Mát, điều hòa ok. Vẫn được 5.000. Lên mấy nghìn rồi? 4.000. Thoải mái. Lên luôn. Ok, cỡ lên vấn đề gì? Cái này bọc ra. Cái đấy mấy ông bọc vào cho nên bây giờ nó kênh ra. Chứ nó tự nhiên có một lớp da vào đây mà. Nên nó vẫy cái lẫy chỗ này, nó không giữ được vào. Bây giờ phải hàn cái lẫy vào. Cái này cũng bị vỡ đi này. Úi giời ơi. Cửa gió. Cắt mới chả gì. Mở cho anh cốp sau phép. Cốp sau. Cốp sau ở đâu ta? Không có công tắc à? Cửa ấy. Gương vẫn chỉnh được, vẫn lên được. Điều hòa mát. Trần 3D các bạn. Trong xe rất là sạch sẽ. Chắc là bác ấy vừa mới đi rửa dọn về. Em phải chạy thử vòng các bác ạ. Phải nói là con xe này xem khá là khó. Khó nhận định được. Tại vì thứ nhất là bác chủ này có vẻ rất là sạch sẽ trong xe. Và xe thì được bọc da hết sạch. Cả những cái này bọc da này, cả những cái cửa bọc da hết. Hơi lạ. Trần bọc 3D. Ô, đường làng ngõ xóm đây đẹp thế nhỉ. Camera lùi này. Máy thì rất bốc. Máy bốc cực các bác. Bác này bác ấy làm về điện, điện nước, các công trình nhà nước, không phải là chạy dịch vụ. Mua lại từ năm 2020. À 2020 đúng rồi. 20. Rất là chỉnh chu trong cái xe này. Mà trong khi đó kính thì kính lái lại thay. Vách thì làm. Vách làm cái đời này thì về cơ bản là ông nào kỹ thì làm. Bởi vì là cái máy của nó sẽ ra dầu, nhìn rất là ghê. Cái tầm cái kiểu dòng Hyundai này này, ra dầu ở cái bên vách ấy. Mấy cái phớt, mấy cái giòn ở đấy là nó kém đi. Thử một hai lần xem nào. Máy rất ổn. Máy rất ổn các bạn ạ. Ga là vẫn lên 5.000 luôn chứ không phải 4.000. Luôn nha anh em, bàn luôn nó dễ. Thứ nhất là máy trong xe thì một vài chi tiết nó xấu thì cái đấy thì thôi về khắc phục được không sao. Đấy, về chân côn chân phanh thì nó chạy đâu đó khoảng 15-17 vạn gì đấy. Đây đang 15/3 này. 15/3 đúng đấy ạ. Đây 15/3 à, thì chắc là đúng rồi. Bởi vì là đồng chí này mua xe về trong thay luôn dàn lốp từ đầu 2021 cho đến bây giờ thì chạy khoảng 6-7 vạn mà dàn lốp này thì đúng chạy trong tầm đấy rồi. Đấy, dàn lốp đang có sẵn trong xe này. Đấy. Cái thứ hai nữa là cửa sau bên phụ nó bị va quẹt một chút và thay kính. Đồng thời thay kính lái. Đấy. Mà cabo thì bị tháo nhưng mà nó bị móp một chút đầu cabo thôi chứ không phải là quá nặng. Nhưng mà tại sao kính lái nhỉ? Kính lái thì bây giờ đầu mình xem rồi mà
hai bên má của nó vẫn còn nguyên này. Ừ, hai má thì nguyên. Cộng với là cái rằng trước vẫn còn zin thì khả năng là cái đá chứ thì cứ coi nó là như thế đi. Còn đâu là cái cabo nó bị móp kia thì có nguyên nhân cụ thể rồi đấy. Ừ. Đấy, đồng chí chủ xe có nói rồi. Đấy. Nội thất thì được bọc lại làm lại thì trông khá là đẹp rồi. Thôi bây giờ anh tuy vào. Nhiên thì là cái động cơ thì cái vách cam là cũng ra rồi. Đại khái là động cơ còn ngon nhưng mà được ngon theo kiểu là bảo dưỡng. Đấy. Thế cho nên là ngập nước thì anh đã soi kiểu cũng kỹ khá là ở bên trong rồi, giờ không có. Đấy. Anh này thì khá là chỉnh chu đấy. Ông bây giờ mới làm hay ấy nhưng mà đây này những cái này rất là đẹp này. Cái này là sơn lại này. Sơn lại cho nó đẹp ấy. Cái này sơn này. Được, cả cái nội thất này là gần như là ông bọc lại kín rồi, ngoài hai cái cột còn mấy cột A, cột B, cột C thôi là không động thôi. Ừ. Ừ. Đấy em nhìn cái vô lăng kia có vết hơi bóng bóng kia một chút kìa. Là cái đấy chứ nào nó chạy tầm 15 17 vạn cái vết bấm còi kìa. Ừ. Đấy, bấm ở trên đỉnh còi. Nhưng mà chắc em tin là anh này chắc là cũng nói thật thôi. Dàn lốp nói thì có vẻ ok rồi. Em đây bây giờ để em xem cái quạt gió ở ngoài kia nó có hoạt động đã. Em tắt máy, em bật đi bật lại để kiểm tra cho anh xem là cái túi khí thì vẫn còn. Hệ thống túi khí. Còn. Còn mà cứ ok là. Đấy, mỗi cửa này đi tháo ra nhé. Chạy chỉ nhiều không bên đấy? Bên ngoài nó không có móc vào sâu đâu. Đại khái là bên trong cũng không có móc, có chạy chỉ nhưng không phải là móc. Ừ, đây à. Tầm đấy thôi mà đồng chí này toàn chạy Yên Bái mới chạy làm công trình thôi thì làm sao mà tầm này cũng đến thì phải thay. Ừ. Chạy công trình hơi mòn. Bitstone. Để em thì em xem cái quạt điều hòa ok, nóng lạnh hai bên vế đầu thì lại thấy ok các bác ạ, không thấy gì đây này. Hai cái vế đằng về đằng sườn này. Thì em tắt máy kê cái này, kê cabo lên đó. Máy nổ thì êm các bác ạ. Em xem đằng đầu này thì chưa thấy phát hiện, không thấy phát hiện ra va chạm gì. Cả bên kia, cả bên này chưa thấy phát hiện va chạm gì ở cái phần khung. Phần côn này thì làm rồi. Phần vách cam bên này mở rồi. Nắp giàn cò mở rồi. Điện thoại trong Kia. Tắt máy đi, tắt điều hòa đi để tí nữa nhiệt độ máy nó cao xem cái quạt ngoài này nó có hoạt động không các bác nhá. Đấy, ban nãy là bật điều hòa lên là nó lên rồi, bây giờ là tắt đi xem hoạt động không. Máy chạy êm như chó thở luôn này. Khi mà tắt điều hòa nên không phải lai cái lốc nữa, chạy nó êm hẳn nữa. Chưa thấy quạt quay. Bình thường tắt điều hòa là nó cũng phải quay các bác nhá. Em xem cái đăng kiểm cái này. Trên tiếp xúc đăng kiểm này có giấy gia hạn rồi, chứng tỏ là phải đến bao giờ đây? 6 tháng nữa, đến tháng 8. Quan trọng là nó lại hết mất phí đường bộ ơi gì. Phải nộp. Tháng 2 năm 2024 rồi. Tháng này tháng 3. 6 tháng nữa là tháng 8. Bây giờ về sẽ phải đi đăng kiểm. Đi đăng kiểm thì sẽ phải nộp phí đường bộ khoảng 1 triệu mấy. 1,5 triệu, 1,6 triệu. Thôi anh đàm phán giá với bác cái đi thôi. Con này ngày xưa là gốc 88 Vĩnh Phúc nhá. Ờ à, đúng rồi. Lúc tôi lấy là con 88 đấy. Như thầy bói nhỉ. Thầy bói xem voi. Nhưng mà lúc anh mua anh có biết là thay kính không? Anh lên phanh nhấc luôn về luôn. Không hỏi luôn. Không để ý mà.
nói chung là không quan tâm à. Tính nên cái là làm việc luôn, múc luôn, múc luôn. Bây em lại dính quả thạch kính thì mình còn phải gọi quả thợ lên xem đâu. Thực ra người dùng thì đúng là cũng khó thật, không biết được. Thay kính lái là mình mua là mình cũng biết đúng không? Ừ. Nhưng mà đầu anh ấy mua 2021 à? Đầu 2021. Xong thay, thay luôn luôn. Kính là 2019. Ừ, khoảng 6-7 vạn. Đấy. Trước là mua bên Vĩnh Phúc luôn đúng không? Tôi mua ở trên Đoàn Hùng. Đoàn Hùng Phúc. À chỗ anh Lý. Anh Lý à? Ừ. Con này thì như này mình trao đổi qua tí nhá. Ừ. Thứ nhất thì nó có bị chạm phần cửa với phụ, tháo hẳn ra để nó làm rồi. Đấy, chạy lại chỉ cộng với là thay cái kính phía đằng sau. Tôi không biết. Tháo cabo. Đấy, cabo thì trước. Tháo rồi. Cabo là tôi tháo rồi biết. Tháo. Vì nó tì tí không tì lại sơn lại. Tháo sơn. Lại cà phê anh. Lại làm chén nữa. Còn kính lái thì không biết là vì sao thì không rõ. Đấy. Về cơ bản nó vẫn là như thế, nhưng mà cái động cơ thì nói thẳng ra cái động cơ về nói cái độ zin đét thì không có. Không có đâu. Vách máy thì vách thì rồi. Dưới vách cam các thứ thì tại vì như cái được. Đời này ấy là nó sẽ ra dầu con, ở cái đoạn đấy. Con nào đi rất ít đi chăng nữa thì mới không sao. Nhưng mà tháo cái đấy ra người ta chủ yếu là xử lý ra dầu thôi, cùng lắm là xích cam cùng cái thứ đấy, chuyện đấy bình thường không sao, không liên quan động cơ. Đấy. Còn bảo dưỡng họng hút là ông bảo dưỡng nhá. Cái đợt đấy xăng gọi thợ được kịp quen rồi. Có nghĩa là đi nó hơi yếu, xong giờ là mình mang đi bảo dưỡng đúng không? Nó bảo là phải bảo dưỡng cái họng hút gì xong nó rồi đấy. Xong giờ là xong vẫn không được đúng không? Không được, xong là lại kiểm tra đến cái buji cao áp đúng không? Buji không phải cao áp mà buji, xong vẫn thay buji không được. À. Xong mới thay cái mô bin đấy. Mô bin. Rồi. Thay mô bin phát là bốc ngay luôn đúng không? Thì một trong cái nào đấy nó bị bỏ máy, nó yếu. Mánh lửa. Không vấn đề gì cả. Thế như vậy là cái họng hút là tháo ra lý do như thế. Đấy là kiểu nó yếu, không biết được thì nó bảo là phải... Đúng rồi, nhiều lý do chạy. Thì con này chạy đến 15, 17 vạn rồi mà. 16, 17 vạn rồi. Đấy, như trên đồng hồ mà thay một đời lốp và tầm như thế và chân côn, chân phanh thì tạm nhận nó là tầm đấy. Nãy tôi còn chưa biết nó là chạy bao nhiêu vạn đâu. Chỉ hàng án là 15 đến 20 vạn thôi. Sau khi nhìn chân côn, chân phanh ấy. Thế còn về giá cả thì hôm qua có trao đổi xe mà ngon xịn đét thì gửi anh em được là 220 đúng không? Thế nhưng mà giờ nó không xịn thì anh em bán cho mình bao nhiêu? Đợt đấy 21 tôi lấy là 340. 340 đấy. Sao lại lấy con số sàn đợt đấy lấy 340 được? Mày tính như thế tôi cũng không mặc cả đâu. Tầm đấy thì cũng phải sắp một số tự động đầy rồi. Không, đợt 215. 21, 215 số tự động thì cũng chỉ 350, 357 thời đấy chứ. Thời 2022 thì cái tầm 14, 15 này mua vào tầm 32, 33. 2011 bọn Forte vẫn bán 32. 15 thì thế, 15 số sàn. 15 số sàn nó bằng đấy. 34. Cả ra tên chưa? Tôi chả để ý là tôi về tôi phải đi làm chứ. Về phải đi bấm biển chứ mà. Kém phết nhỉ. Thôi nói tóm lại là để cho tôi 200. 200 chắc không thể được. chắc 200 thật đấy chứ. Nó bị mấy cái như thế thì giá trị nó cũng xuống. Thì tôi cũng sửa để tôi đi chứ vậy tôi bán đâu. Thực ra để tôi sửa xe tôi để tôi đi chứ vậy. Phải xác định để bán để tôi thì xe thì cũng là xe của mình. Thế cho nên là cái giá mình có thể bán được là bao nhiêu. Ông tôi thì gọi là cũng là đồng niên đúng các thứ rồi. Còn nói thật ra nếu mà tôi biết trước những cái này thì chắc chỉ dám gửi như thế thôi, 200-200 mốt. Nhưng mà không biết được những cái tình trạng thực tế. Đấy thì ông bảo cũng tôi chụp cái gì tôi chụp cái đấy. Chụp là chụp khắp đi. Nhưng mà không chụp được cái nó bị thì ông bảo là chụp ở những cái máy thì tôi chụp ở máy. Chụp vô lăng tôi chụp vô lăng, chụp ở chỗ tay số tôi chụp tay số. Nhất là mình để được bao nhiêu? Đấy ông bảo 220 thì khả năng để trong 215 đi. 215 á. Ra xe tôi là cũng để đi tôi đi rồi về tôi đưa về. Tôi không biết trước là đi cái lỗi gì nó cứ máu mua về cho tôi về rồi tôi giữ xe. Nói chung là chỉ một mình tôi đi công trường thì là chỉ đi trên đường là nhiều, nhưng mà đến đây tôi dựng lại để đấy không lại. Có khi chung 215. 215 mà thay kính máy mét thì nói chung không là không phải là kém, nhưng mà do ông làm bảo dưỡng thôi. Nhưng cái quan trọng là cái cửa sau nó bị tháo, nếu mà nó chỉ bị không thôi thì đơn giản nó tháo rời ra. Nếu mà cố nha, đây là em cũng chia sẻ thật.
Vì anh thì anh cũng người làm ăn, không anh em mình không phải là cán bộ. Không đúng quá. Thì anh em mình cứ thẳng thắn chia sẻ thật với nhau, thì nếu mà cố được ấy, thì đúng, nếu mà mua được 200 thì là tốt. Thế nhưng mà bây giờ không ấy thì là mua khoảng tầm 208 gì đấy để về mình còn đăng kiểm này này. Tóm lại là một đứa đầu loanh quanh 210 thì về em chỉ được tầm 10 triệu thôi, chắc thế thôi. Con xe này ấy, nhưng ngay như ban nãy nếu mà về sau này ví dụ anh bán được cho em, anh sẽ nhìn thấy video này và sẽ nghe thấy em nghe thấy em nói về con xe này. Thực sự xem nó hơi khó đấy nhá, chứ không phải đâu. Con này khó xem, rất khó xem. Tai nạn thì nó không hẳn, nhưng mà không phải tai nạn thì không đúng. Máy là bổ hay chưa thì nó cũng chưa rõ, nhưng mà không còn nguyên vẹn nữa chắc chắn luôn. Như hiện tại bây giờ là chỉ biết là cái máy nó còn hoạt động tốt. Mà trong khi đó trong xe rất đẹp, nếu mà em nói là độ đẹp, độ kỹ, rất sạch sẽ, đẹp. Ngồi xe tôi đi mình ấy. Có một vài chỗ xấu rồi. Cho nên là em còn lo là xe ngầm nước hay không. Vì xe ngầm nước là người ta sẽ hay bọc nhiều. Cái đấy thì không biết là tôi về luôn tôi bọc. Về bọc. Bởi vì đơn giản rằng là xe ngầm nước nó rất là nhiều bùn mà phải tháo hết ra, rửa hết đi. Thì bắt đầu tháo thì nó có rất nhiều vết. Thì xong bắt đầu người ta sẽ hay bọc vào, kể cả từ trần chứ. Trần thì con này là anh thì chắc chắn là không phải đi taxi rồi. Trần là mình bọc đấy. Về tôi làm lại hết mà. Mục đích mình đi xe lắm, lúc ngồi ra công trường thì lên xe này xấu quá mới bọc đúng không? Không, nóng. Nóng. Tôi là thỉnh thoảng là đi ra công trường là nó đấy các bác ạ, mua một con xe nhưng mà lâu lâu rồi mới lại gặp con xe mà cũng khó đấy. Thực sự là như thế, mình ban đầu nói thật ra thì cũng bảo 210. Bình thường có xe ngon hết, không phải làm gì, tôi mua 22-25 bình thường ấy. Nếu mà bảo anh ấy chụp cả mã kính là chắc gì anh em đã đi rồi. Nếu mà chụp biết trước thì đấy, em toàn em đi xa em toàn phải bảo các bác chụp hết cái mã kính các bác nhé. Chụp cái mã kính thì mình sẽ biết được là kính nó được thay. Thế tôi thì quan trọng gì? Thích thì làm cái 21 thì về bán được bao tiền? Tôi thì cứ có lương là bán, không có lương là để đi. Đấy, các bác trên mạng cũng phải thương hai anh em tí nha, mới có tiền mua sữa cho con. Để đi, sợ gì. Mua bán nó vui. Tôi nên làm gì nó thoáng, vấn đề tôi thích. Kể đây tôi mua xe phải gọi thợ đâu. Một mình ông này lên. Chốt, thích là chốt luôn. Chốt luôn. Làm luôn. Thế như vậy là ông con này cũng mất khối tiền đấy nhá. Ô, tôi về tôi sửa mấy chục ấy. Mua 34 gì? Thế làm cứ cho là thành 20 nữa thì 356 đi. Về bọc quên cả dàn lốp, hai chục cũng dàn lốp, cả lốp dàn lốp 7.2, cộng với bọc hết toàn bộ đấy, bọc hết xong đặt mười hôm rồi là bảo cái thằng thợ là quen là thay cái mô bin này, thay cái gì côn côn mất 4-5 triệu. Đợt đấy tôi chả biết tôi sửa nó rằng nhằng gì, nó quánh tôi mấy triệu đấy. Thế cứ cho là tầm 37 rồi. 37 mà bây giờ bán tức là sang toàn anh em bảo thêm đây ông bảo léo làm mất 160 mà ngon là được. 2021, 2022, 2023 22 đầu 21 nhỉ, 21, 22, 23 năm nay là đầu 24 thì gọi là nếu tính thời gian là đi mất hơn lít 3 năm. Trung bình là 50 một năm. Năm một xe cũ là cũng khướt phết nhỉ. Bởi vì nó thứ nhất là nó xuống giá này, thứ hai là chi phí bảo dưỡng sửa chữa, thế thì cũng phải thôi. Nếu mà nó không anh các bạn xe chỉnh chu vào nhiều ấy thì mất khoảng 30 thôi. Bây là mình đi ở đây đi chính rồi, cho nên mình thích nó trong. Tôi có thế thì em lấy giấy nha. Lấy giấy đi. Cho xin mượn cái căn cước của mình với lại giấy. Nhưng mà cái này là sang tên anh rồi nhỉ? Sang rồi. Sang tên rồi thì tốt. Không sang tên lại đi tìm chủ nữa cũng chết. Đấy các bác ạ. Xem một con xe nó cũng không phải là đơn giản nhé, con xe này không phải đơn giản để xem các bác ạ. Nói thì nhiều bác lại bảo em nói quá lên, nhưng mà thực tế nó là như thế. Đây em xem quạt này đã quay chưa. Đấy, quạt quay rồi các bác nhá, phải ngồi một lúc lâu khi mà tắt điều hòa đi các bác nhá. Tắt điều hòa đi các bác nhìn thấy quay chưa. Đấy, tắt hẳn điều hòa đi và đến một lúc nào đấy cái nhiệt độ máy ấy, nó đạt đến cái nhiệt độ rơ le nó phải đóng để cho cái quạt làm mát. Cho nên là các bác phải hết sức lưu ý nhá, cái phần này nhá. Đã mua alo, rồi alo, các bác anh ạ. Ơi, bác chủ ký này. Để. Vâng. Ở đó ký ở bên bán đấy. Không không, đây cái tờ này. Tờ em ghi này các bác.
sao lại buộc dây nó tự đề được? Em vặn tháo chìa khóa ra chưa? Rút chìa khóa ra mà nó vẫn tự đề. Lại đây ông tối về. Không hỏi được. Cần câu cơm đấy. Cần câu cơm. Bây giờ nó giữ cho bằng 2 năm là vỡ mồm. Thì bảo một đông, chìa khóa uống nước ngọt vào, một đông uống thôi. Đi về vợ. Sao kết? Tiền này chưa vào áp, tiền chưa? Rồi, chủ đủ tiền rồi thì. Thôi, thì cảm ơn anh. Rồi. Bắt tay cái cho nó tươi. Thế quyết không ở lại à? Không. Anh em sẽ thông cảm là đi mua xe mà la cà là chết rồi. Anh, anh em nó cùng tuổi thì tốt đây. Thoải mái. Tí cho anh lái con Avante. Ok. Cái con Morning chắc là vẫn đủ tiền nhỉ? Em nghĩ là đủ. Ừ. Không đủ tính sau. Để xong anh em phạt đây hôm nay. Vâng. Vâng. Luôn đi. Vâng. Thôi được rồi, thế thì em xin phép lắm bác nha. Lần okay. Khác anh em mình lại kết nối gặp nhau. Là anh này. Điện thoại. Đâu, đây không. Điện thoại của. Có gì sau này chương trình gì nó lại theo mua cho vâng. Phát. Vâng. Hy vọng là sau lại được bán cho anh một cái xe chẳng hạn. Đấy. Con chào ông bà nhé, con về đây. Con chào ông bà. Vâng. À đây để em chụp mấy cái ảnh nào. Đây. Em bé à? Con gái học lớp mấy rồi anh nhỉ? Lớp 2. Lớp 2 à? Lớp 2 là con nhà em học lớp 3. Con lớn học lớp 3. Bắt đầu học sinh tan trường rồi các bác ạ. Đấy, em quay chụp ảnh tí. Chụp ảnh tí để cho tín up luôn lên kênh Facebook. Bác nào kết thì chốt. Đấy. Để mở cái cửa này cái. Để em post lên cái. Đấy chụp thế thôi bên này. Đây mở cửa này nữa. Đây, trần 3D này đẹp chưa. Sợ nhất trần 3D luôn. Thôi em về đã nhá. Nhưng mà đây là phục vụ của mình đi về để. Vâng. Ôi đời đời, chách đi, chách. Cứ từ ngày về trước thì ông trả cho tôi là được. Đúng rồi. Một hộp rồi. Tôi có app, tải đi về các bác nhá. Ok rồi. Như vậy là đã mua xong. Tôi cứ mua về đã. Tính sau nhỉ. Yeah. Đây các bác ơi, bắt đầu là toàn học sinh bắt đầu tan trường này. Chủ yếu các loại xe ô tô đến đón này. Thấy bà cụ bà ấy bảo là còn chất xếp đầy ở bên kia nữa. Tóm lại rất nhiều xe ô tô đến đón trẻ. Rồi bây giờ em xin phép đi về đã các bác nhá. Thì con Avante thì quay cũng khá là chi tiết rồi. Nói chung là với cái cửa tiền này, tầm tiền này thì mua được các bác ạ. Không có lo lắm đâu. Với cả máy của Avante này thì nó lành thôi. Nói chung là nó rất là lành. Đấy. Thì rất là may là mua được con số sàn này, nó vừa tiền. Đấy, đã số sàn vừa tiền. Nói chung là cho các bác đi lại thoải mái. Bác nào mua thì kết nối liên hệ với em qua số điện thoại ở góc màn hình. Đấy, một là số của em, hai số bác Cường, trong một trong hai số đấy các bác nhé. Đây là đang trong thành phố Việt Trì này, chuẩn bị một tí nữa sẽ nối cao tốc. Đấy, một ngày làm việc của em Mịch với cả bác Cường thế thôi. Bây giờ đã là bao nhiêu đây? 4 giờ 35 phút rồi. Về đến Thái Nguyên thì tối rồi các bác ạ. Một ngày công việc nó như vậy. Rồi ok các bác nhé. Để em bắt đầu em đây rẽ bên này là sẽ ra nút giao này. Để lên cao tốc đi về. Xin phép các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong các cái clip phần tiếp theo. Thì rất là hy vọng các bác nào mà là khán giả của kênh mà có nhu cầu bán xe thì gọi điện cho em nhé. Và anh em biết đâu mà anh em mình có duyên là mua bán được với nhau. Đấy, anh chủ xe này thì cũng xem kênh bọn em từ rất lâu rồi và biết được hai anh em mới là gọi trực tiếp sang mua chứ không có qua cò lái gì nữa các bác nhé. Đấy, và em mua thì cũng rất là thoải mái về giá với nhau. Đấy,
miễn làm sao mà cả hai bên đều khớp được các bác ạ. Đấy. Nhiều lúc thì nói về cái xe cũ mà nó không có giá cố định, nhiều bác bảo em mua rẻ nhưng mà thực tế là mua đắt thì về mình không bán được, đúng không các bác? Mua đắt thì chắc chắn là không được rồi. Buôn bán mà, em buôn bán làm ăn mà. Đấy. Rồi ok thì xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Các bác nhớ ấn nút đăng ký nhá. Ấn nút đăng ký để ủng hộ em mình, ủng hộ Việt Bắc Kha. Và rất cảm ơn các bác rất nhiều. Mục tiêu đến cuối năm nay thì em đạt nút bạc, có nghĩa là được 100.000 đăng ký. Bây giờ mới được có 26.600 đăng ký thôi các bác ơi. Thì trong vòng một tuần nay là lên được hơn 1.500 đăng ký. Mà tổng cộng nó cần 100.000 đăng ký cơ. Đấy, rất là mong các bác ủng hộ và tiếp tục theo dõi em Mịch với em Cường mua bán xe ô tô trên toàn quốc. Sắp tới là hy vọng là sẽ có một chuyến vào miền Nam nữa, nhưng mà phải hẹn được các bác bán xe khoảng 3 chiếc đến 5 chiếc thì mới bỏ đi. Bây giờ vé máy bay đắt quá rồi các bác ạ, không như ngày xưa. Rồi ok các bác, hẹn gặp lại. Đây các bác này, con van này bán trên cao tốc cứ 90-100 đều đều các bác nhé. 90 này em bán lên tí nữa 100. Đường này là cao tốc Hà Nội Lào Cai đang hướng từ Phú Thọ quay về các bác nhé. Đấy, nhấn ga tí nào. Wow, nói chung là khá là ổn các bác, khá là tuyệt vời luôn. Với cái tầm tiền gọi là hơn trăm triệu mà số tự động đây thì là chơi thôi các bác nhỉ. Tội gì đâu, làm một con xe thứ hai trong nhà cho vợ đi đón con và thậm chí cho mình đi làm các bác ạ. Chả tội gì đi cái xe máy mãi vất vả. Xe máy thì mình cũng đi mãi rồi các bác nhỉ. Bây giờ cố gắng kiếm tiền lên con ô tô. Đấy, xăng thì hơn xe máy một tí thôi. Đấy, đi dọc đường thì lại buồn lại quay nói chuyện tâm sự với các bác một tí. Rất là hào hứng khi mà được các khán giả trên kênh yêu ái. Nói chung là không phải ai cũng mua được các bác ạ. Thực ra là để mà hỏi nhau trên kênh ấy thì có rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như là đầy bác hỏi là chỉ để tham khảo thôi, hỏi chỉ để là dò giá thôi, hỏi chỉ để là cho nó vui. Đấy, rồi rất nhiều cái nữa. Ví dụ như nhiều bác hỏi là con xe này tầm này mua được bao nhiêu, thì bình thường cứ nói luôn ra là anh đang muốn mua cái xe đấy của nhà hàng xóm chẳng hạn, hay là như nào đấy, mà theo chú là bây giờ mua được tầm bao nhiêu cái khoảng con xe kia. Đấy, thì mình phải biết rõ là năm sản xuất bao nhiêu, số tự động hay số sàn và phiên bản gì, chạy được bao nhiêu vạn km rồi và màu gì các bác nhé. Thì em nói luôn có gì đâu, đơn giản không. Thế nhưng mà nhiều bác hỏi kiểu hỏi dò, cứ theo chú là mua được bao nhiêu. Thậm chí mỗi biết cái xe là xe Kia là mua được bao nhiêu thì em chịu đấy. Đó. Rồi ok, đang chạy trên đường cao tốc các bác nhá. Để em bây giờ là em sẽ đến cái trạm dừng nghỉ gần nhất, thì dừng lại uống nước nôi, xong rồi là tâm sự với các bác tiếp.